các hồ sơ nhà đất, chờ bộ trưởng lên tiếng. Vài chục ngàn người đang đau đầu vì hồ sơ nhà đất bị đắp chiếu, hệ lụy là giao dịch nhà đất bị đóng băng, nợ nần, lãi phát sinh, vi phạm hợp đồng, hục hạc nhau có đủ cả. Quý vị thân mến, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đã kiến nghị khẩn lần thứ 3, vấn đề đã được đẩy lên cấp cao hơn, vẫn chưa thấy Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính lên tiếng. Chỉ thấy Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đỗ Đức Duy nói đưa những đột phá của luật đất đai 2024 vào cuộc sống. Có ở văn phòng đăng ký đất đai, chi cục thuế mới thấy dân quá khổ. Nhiều người thẫn thờ vì hồ sơ đến hẹn nhưng chưa đến đâu. Cũng phải thôi vì họ sẽ ôm thêm nợ, rồi ngân hàng không giải ngân, chịu kiện tụng chỉ vì giao dịch không diễn ra suôn sẻ. Cũng có người phải vội vã lên khai thuế, ngặt nỗi chỉ là khai cho đúng thủ tục vì dù có khai cũng không được tính để nộp thuế. Phải khai chỉ để cơ quan thuế đóng dấu xác nhận đã khai thuế, vì nếu quá thời hạn kể từ ngày công chứng mua bán mà chưa khai thuế sẽ bị phạt. Rồi mai này, các cơ quan chức năng lại lấy lý do hồ sơ đắp chiếu, dồn lại nên không thể giải quyết các hồ sơ mới đúng hạn theo quy trình một dấu một cửa. Anh chị thông cảm, thế là những quy trình cải tiến thủ tục hành chính lại bị phá vỡ, ùn tắc lại kéo theo ùn tắc. Nhưng hệ lụy lớn hơn là thêm bất lợi nghiệt ngã cho thị trường bất động sản vốn đang cần người mua bán. Lỗi không phải do người dân, do doanh nghiệp, nhưng họ đang lãnh chịu hậu quả. Ấy vậy mà chẳng ai xin lỗi, mãi chưa thấy khắc phục. Có người đến thăm dò kết quả hồ sơ nhà đất vì bức xúc mà hỏi vì sao tất cả phải sống và làm việc theo pháp luật, cơ quan thuế phạt người dân do chậm trễ kê khai thuế, còn ngành thuế và cơ quan chức năng lại vô can khi không giải quyết hồ sơ cho dân. Câu hỏi khó trả lời, bởi vì chúng ta đã quen với tình trạng ách tắc hồ sơ, không chỉ trong lĩnh vực nhà đất do thiếu hướng dẫn, chờ cấp trên, và xem đó là nguyên nhân đương nhiên, khách quan mà người dân phải chấp nhận. Chẳng ai bị phạt, chẳng ai chịu trách nhiệm khi hồ sơ của dân bị đắp chiếu khiến họ bị thiệt hại. Cũng có ý kiến luật sư là kiện ra tòa. Được, nhưng kiện ai? Bởi ngay trong vụ đắp chiếu hồ sơ nhà đất cũng chưa biết lỗi do ai và ở đâu. Văn phòng đăng ký đất đai, nơi nhận hồ sơ theo một dấu một cửa chỉ qua thuế, thuế kiến nghị khẩn lên thành phố kiến nghị ra trung ương. Cuộc họp mới đây về bảng giá đất mới cũng là họp hẹp, chưa thấy có hướng giải quyết. Không ít người có hồ sơ bị đắp chiếu nói rằng đang bị người mua nhà hăm kiện vì không làm cho xong thủ tục mua bán. Và những người này ước rằng giá mà người có trách nhiệm tư lệnh các ngành tài nguyên môi trường, tài chính lên tiếng giải thích do chưa giải quyết hồ sơ, biết đâu từ đó người dân tìm ra được tiếng nói chung, thay vì bức xúc với nhau do bên kia trễ hẹn, không làm đúng cam kết. Những lời ước đáng suy nghĩ, ngẫm lại, người dân đâu cần ước, đó là trách nhiệm giải trình. Lẽ ra lúc này là các cán bộ liên quan phải giải thích để dân hiểu, thị trường bớt rối, không giải thích, dân bối rối, sao luật đi vào cuộc sống được. Khi dân Cần Thơ kêu trời vì giá đất tái định cư trên trời, nhiều hộ dân ở Cần Thơ bế tắc vì giá đất tái định cư trên trời từ 14,5 đến 21,6 triệu đồng trên 1 mét vuông. Kính thưa quý vị, nhiều hộ dân thuộc diện tái định cư do bị thu hồi đất cho dự án cao tốc Cần Thơ-Cà Mau đang hoang mang lo lắng vì giá đất tái định cư quá cao. Các hộ dân về nhận đất tái định cư có người cất nhà dọn về ở. Nay nghe tin Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ phê duyệt giá thu tiền sử dụng đất thấp nhất là 14,5 triệu đồng trên 1 mét vuông và cao nhất là 21,6 triệu đồng trên 1 mét vuông thì ai cũng hoảng hồn. Với giá này, nếu bỏ tiền ra đóng thì tay trắng, không còn vốn để làm ăn sinh sống. Nhưng nếu không đóng tiền thì sẽ không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không có giấy tờ đảm bảo pháp lý thì không thể thế chấp vay vốn kinh doanh được. Ông Lê Văn Lức ở huyện Cái Răng cho biết phải đóng 6 tỷ đồng cho 5 nền tái định cư là quá sức của gia đình. Ông nói, ra đây đóng tiền cơ sở hạ tầng, cất nhà cửa coi như trắng tay, chỉ có nước đi ăn mày. Không chỉ một mình ông Lê Văn Lức, bà con ở đây đều cho rằng giá đất tái định cư cao như vậy là không hợp lý, cơ quan chức năng cần xem xét lại để có mức giá phù hợp. Một người dân chia sẻ với phóng viên, bồi thường được 2,2 tỷ đồng, về đây cất nhà hết 2,1 tỷ đồng. Bây giờ, mức đóng cơ sở hạ tầng này thì tiền đâu tôi đóng. Trao đổi về giá đất khu tái định cư ở đây, ông Phan Thanh Phong, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ cũng thừa nhận là giá cao. Theo ông Phan Thanh Phong, mức giá 7,5 triệu đồng trên 1 mét vuông là phù hợp, đảm bảo quyền lợi cho người dân, tiền bồi thường về đất với tiền nộp sử dụng đất để người ta chấp nhận được. Ông Phong nói sẽ tham mưu cho Ủy ban quận, tổng hợp tất cả các ý kiến, kiến nghị về thành phố để có hướng xem xét giải quyết.
Khu tái định cư có hạ tầng giao thông tốt, nhưng người dân không thể sống tốt nếu không có tiền đề để lo cho sinh kế. Sự lo lắng bất an của bà con là vì lẽ đó. Xin nhắc lại ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong thảo luận tại tổ về dự án luật đất đai sửa đổi ngày 9 tháng 6 năm 2023 về công tác giải phóng mặt bằng hỗ trợ tái định cư. Đây là vấn đề được nhân dân quan tâm. Quan điểm của Đảng, Nhà nước rất rõ, khi thu hồi đất, người dân tái định cư chuyển đi nơi khác để ở thì nơi ở mới ít nhất phải bằng hoặc hơn nơi ở cũ. Chính quyền thành phố Cần Thơ nên lắng nghe dân, xem xét lại việc định giá đất phù hợp với sức dân. Khi đó, người dân bị thu hồi đất mới có điều kiện sống tốt hơn, an cư lạc nghiệp. Hãy giúp bà con cái cần câu. Thưa quý vị, cơn bão Yagi đã đi qua, người dân cả nước đang hướng về vùng bão lũ. Nhìn danh sách cứu trợ của các nhà hảo tâm do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam công bố dài mãi, đồng bào mình đang thiếu đủ thứ, nhưng cái mà đồng bào mình đang cần nhất, thiếu nhất đó là tiền, là vốn. Tiền để sửa sang, mua sắm lại vật dụng sinh hoạt, vốn là để khôi phục lại sản xuất, tạo kế sinh nhai. Xin kể lại câu chuyện đi cứu trợ khi lũ đổ về Lệ Thủy, Quảng Bình giữa tháng 10 năm 2020. Lúc đó nước đổ về trong đêm, lũ lên nhanh khiến người dân không chuẩn bị kịp. Người ở nhà thấp hoặc qua lánh nạn ở những hàng xóm có gác hoặc di tản đến nơi cao giáo. Giữa mênh mông nước biển, có đèn pin, nước sạch, áo phao không giúp chúng tôi đi. Người dân bơi ghe thuyền ra thấy các đoàn cứu trợ đến. Thực sự năm đó, các đoàn từ thiện hầu như chỉ để ý đến việc cứu đói. Đoàn nào cũng cung cấp mì gói, lương khô, áo phao, đèn pin, nước lọc có nhưng rất ít, được vài nhà đã hết. Người miền Trung đã quen với mưa lũ nên nhà nào cũng có gác tránh lũ, rồi dự trữ gạo, thức ăn, ga. Lũ về, nước dâng cao, mất điện là không thể tránh. Bà con rất cần đèn pin trong đêm tối, áo phao để đề phòng bất trắc, nước lọc để duy trì sinh hoạt. Không có nước sạch, họ khó bám trụ nếu lũ lâu ngày. Rồi những ngày sau lũ, dọc sông Danh, gia súc trôi la liệt, lúa bị ngâm nước đã nảy mầm dài. Hỏi cần hỗ trợ gì, bà con đáp, chúng tôi cần tiền, gà vịt chết hết, phải tái đàn chứ. Rồi thóc giống, cũng sắp đến vụ rồi, mì gói, lương khô rất cần khi lũ còn dâng. Nước rút rồi, chúng tôi có thể tự lo cái ăn, nhưng lại đang cần hỗ trợ để khôi phục cuộc sống bình thường, kế sinh nhai. Người dân dọc sông Danh đều chung câu trả lời. Và thế là những nguyện vọng của bà con được chuyển ngược lại cho các nhà hảo tâm ở các nơi như thành phố Hồ Chí Minh với lời giải thích. Thứ gì bà con cũng cần, nhưng chúng ta không biết họ cần gì ngay, cứ tặng tiền, họ sẽ linh động sắm sửa. Lũ rút, nhiều đoàn cứu trợ vẫn ngày đêm đem cả tấm lòng về với đồng bào. Nhưng cứu trợ không chỉ trong ngập lũ mà còn cả hậu lũ, đó là câu chuyện kế sinh nhai để người dân ổn định cuộc sống. Trong lũ, nếu đảm bảo đủ điều kiện an toàn, đồng bào cần một vài thứ để sinh tồn, để vượt qua được thiên tai. Nhưng sau lũ, khi việc đi lại đã bình thường, thì việc hỗ trợ phải chuyển sang hình thức khác. Giúp tiền, bà con sẽ chủ động trong mọi việc. Ví dụ như tái đàn để chăn nuôi, người dân sẽ thấy lúc nào đủ an toàn, môi trường sạch sẽ, họ mua giống về thả. Người nuôi gà, người nuôi vịt, nuôi heo, khi tái đàn cũng dựa vào những điều kiện cần và đủ sau lũ để thả. Chính vì thế, chính phủ đã yêu cầu ngân hàng phải khoanh, giãn nợ và cho vay mới để bà con khôi phục sản xuất. Các nhà hảo tâm vẫn tiếp thêm sức mạnh để bà con mua sắm vật dụng sinh hoạt, khôi phục sản xuất. Hậu lũ có trăm thứ phải lo, phải dọn dẹp trong đổ nát, bùn đất. Nhưng chỉ có tạo ra sinh kế bền vững thì lúc đó mọi người mới vực lại được cuộc sống. Đồng bào vùng bão lũ đang cần chiếc cần câu. Những thông tin vừa rồi đã khép lại thời lượng của tin nóng 24 giờ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp xin quý vị để lại tại phần bình luận. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.